chiêu 3. Trời, đánh còn tránh bữa ăn. Vợ chồng mày á, thiệt tao tránh không nổi luôn á. Giờ này mà chú vẫn ngồi điềm nhiên, chú ăn được sao chú ba? Chú ăn cái gì chú ba? Tao ăn bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da. Vậy chắc một miếng thịt mình ăn hai lần hả chú? Trời ơi, bởi vậy mày thiệt. Ăn thử miếng không cho mở mang cái tầm miệng. Cái này đặc sản của ẩm thực Trần này nè. Vợ chồng con làm gì có phước phần mà ăn những cái món cao sang như vậy hả chú ba? Trời ơi, tụi mày làm cái gì vậy? Mắt mũi gì mà tèm lem vậy? Bộ tối thức khuya dữ lắm ha. Thức khuya không ngủ được chú ba. Cái trời mắt bây giờ nó thụt sâu vô như hai cái viên chú ba thấy không? Bộ kiếm đứa nữa hả? Kiếm tiền còn ra lấy gì mà kiếm đâu ra đứa nào nữa chú ba. Chứ sao vụ gì nói tao nghe coi. Chú ba ơi, bây giờ chú ba không giúp vợ chồng con là vợ chồng con chết chú ba ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Chú ba ơi, cái gì vậy hai đứa? Giúp con chú ba ơi, cứu con chú ba ơi, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp chú ba ơi. Biết rồi, nhưng mà có gì mày nói tao nghe tao mới biết đường tao tính chứ trời. Chú ba ơi, nếu chú ba không ra tay thì không thể nào có ai khác giúp vợ chồng con được chú ba. Ủa ngộ con, ta hỏi vụ gì mà không nói. Trời ơi, đổ bàn đồ ăn người ta hết. Trời ơi, là mình ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Ai xuống đây mà thấy được cái nỗi khổ này của vợ chồng con? Trời ơi, mình ơi, khổ quá mình ơi. Ủa hai đứa ta chưa đuổi mà. Ở trong phòng còn giường nó về nằm ngủ đi. Cái gì ngủ ngang vậy hai mẹ? Có điên không? Con xin lỗi. Bây giờ nằm đâu nè, vợ chồng con không muốn ngủ được chú ba. Bây giờ nằm đâu ngủ đó thôi, chú ba thông cảm giùm con. Con khổ quá. Vụ vậy bây giờ mình nói cái lý do cho chú ba thương đúng nghe. Đúng rồi, mình nói với chú ba đi mình. Chú ba ơi, chú ba số là má con sắp sửa lên thăm con chú ba ơi. Trời ơi, vậy chúc mừng nha, gia đình tụ họp là vui vẻ quá trời. Không, không chú ba ơi, không có. Trời ơi, đó chú ba, nếu mà vậy không thì tụi con đâu có đau đớn như vậy chú ba. Nếu như mẹ con đến đây mà nhìn thấy tình cảnh vợ chồng con sống ở nhà trọ cực khổ như vậy là mẹ con chịu không được, mẹ con chết chú ba ơi. Ờ, có gì đâu, con cái mình còn mạnh khỏe mà có gì đâu mà chết. Không phải như vậy chú ba ơi, quan trọng là tại vì vợ chồng con nói với mẹ là tụi con là chủ giả nhà trọ. Trời ơi, thì tụi mày là hả? Ủa mày nói mày là cái gì? Là chủ. Trời má ơi. Thôi mấy cái này tao hiểu hết á. Cái kiểu mà lên Sài Gòn mấy năm rồi khè dưới quê là ông này bà nọ lấy lè đúng không? Trời ơi, tao trải qua hết mà. Không sao đâu, đợi bà lên đi rồi tao giải thích, tao lựa lời tao nói không cho. Được, không được chú ba ơi. Má con 80 tuổi rồi chú ba, 80 tuổi rồi. Má con chỉ có một cái tâm nguyện duy nhất là dòm cái vợ chồng con thành đạt, làm chủ cả này kia thôi. Mà bây giờ lên đây thấy không phải vậy, mà sống cực khổ là má con chết liền chú ba ơi. Má cười quá. Mày ở trọ chứ phải ở tù đâu, mắc mớ gì má mày chết. Bây giờ làm sao? Không lẽ giờ tao cho tụi mày mượn cái dãy nhà trọ của tao á, rồi má mày lên rồi nguyên gia đình dọn vô nhà tao ở rồi tao đi ra ngoài đường, không lẽ vậy? Dạ cảm ơn chú ba. Giờ dọn đồ liền mình. Ê khoan đi, tao mới thí dụ thôi mà. Không, cái thí dụ của chú ba nó hợp lý lắm chú ba. Nó gọn lắm chú ba. Dạ. Tụi mày mắc cười quá à. Nè đầu tao nè, leo lên ngồi luôn đi. Ở đâu ra vậy? Thôi tao không có giúp mấy cái điều trái khuấy vậy đâu. Mình ơi. Dạ. Cái việc anh nhờ mình làm mình đã làm chưa? À, rửa tấm hình thờ của má đó hả mình? Đúng rồi đó mình. Tôi làm rồi. Tôi biết thế nào chú ba cũng không đồng ý mà. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Mình, cái đội mai táng mình kêu chưa? Anh đã kêu sẵn, họ đứng chờ ngoài đầu hẻm đó mình ơi. Khi má lên đây, má thấy tình cảnh vợ chồng mình như vậy, má đứng tim, má nghẹt thở, má đai. Lúc đó đội mai táng phóng vô liệm má liền lập tức, trộn máy với trấu liền đó mình. Nhớ bỏ cái bông là cho giữ mùi nha mình. Mẹ nội ơi, nội, nội ơi, chừng nào nội mất con khóc như vậy được không ba? Đúng rồi con, lâu lâu mình dặm thêm vài tiếng ho tiếng nấc này kia nữa cho nó đau thương. Má ơi. Thôi mấy ông con nội ơi, bớt đi. Trời ơi, đầu năm đầu tháng mà qua khóc mướn nhà tao hay gì, đâu ai mượn đâu. Thôi được rồi, coi như tao bố thí đi. Thì đó,
làm gì đó làm. Cảm ơn chú ba. Nhưng mà tao cho mượn 3 ngày thôi nha. Đổ bể hư hao vậy là tao cộng sổ tao tính tiền hết á. Coi như là tao đi du lịch đi. Đi đâu chú? Đi du lịch. Đâu có. Mày sao chạy được? Sao đi du lịch được trời. Mày mắc cười quá, nhà tao mày ở rồi giờ tao đi chơi chứ mà ở đâu chi? Bậy chú ơi, không có. Chú nói cái chuyện như là chú được quyền định đoạt vậy đó. Trời ơi. Chú đâu có chạy được. Không phải. Không phải, không có chú. Đây. Chờ chú coi cái hình này. Ai chồng đâu cũng diện đồ bánh tỏn dữ ha. Thì đó. Đưa tao chi? Ơn sao á, ơn sao á. Có hình chú ơn sao á. Chú thấy không? Ơn ra dính tao đó nè. Dạ nó đỏ dữ lắm. Trời ơi tấm này cũng dính nữa nè. Dạ, bởi vậy. Trời ơi. Tụi có con cố ý chụp mà. À không, tụi con vô tình chụp thôi. Nhưng mà không biết sao chú ba. Tự nhiên mỗi lần mà tụi con chụp hình vợ chồng con vậy nè. Để gửi về cho má. Rồi cứ dính hình chú phía sau á. Cái má con mới đặt câu hỏi. Dạ. Cái người đàn ông có gương mặt đẹp với tranh vẽ này là ai? Mày nói là ai vậy? Ở đợ. Cái gì vậy hai ba? Tự nhiên tao thành ở đợ của tụi mày. Ê, tao cho mượn nhà trọ là quá lắm rồi nha. Bây giờ đừng có được nước làm tới à. Chú ơi chú, mình phải giữ đúng cái đắc co ở đợ này thôi chú. Tụi má mắc cười, tao không có giúp đâu mấy cái chuyện này. Làm gì vậy? Mình giữ giùm tôi cọng thước dây này coi mình. Dạ. Đo cái khoảng cách từ mặt đất lên tới cái chỗ cái chân mình mà đông đưa như vậy hơn nửa mét là đủ chết cho mình. Dạ đủ rồi đó mình, đủ lủng lẳng rồi mình. Vậy tôi chọn góc này nghe. À, còn tôi thích cái góc xanh bên kia. Chết nó mát con mắt mình. Chết mà rồi còn đòi mát con mắt làm chi? Tại mấy người chết treo người ta đâu có nhắm mắt mình. Đúng rồi. Lúc nào mắt cũng mở trừng trừng như vậy phải không? Mình chọn cái góc này có nghĩa là cái gót chân của mình ngay đỉnh đầu của chú ba. Chú ba ơi, sau này mỗi buổi chiều khi chú ba uống trà ở đây, nếu chú ba thấy nhức đầu thì có nghĩa là cái gót chân của vợ con đang chấn ngay đầu của chú ba nghe chú ba. Mình ơi. Dạ. Còn con của mình thì sao hả mình? Ba mẹ yên tâm. Ở cô nhi viện á, con hứa con sẽ ngoan để cho ba mẹ ngậm cười nơi chín suối. Công đức sinh thành là con phải hiểu. Có gì mấy ông cô nội ơi, tao lại tao mọc ốc hết trơn rồi nè. Thôi muốn làm gì đó làm đi. Cảm ơn chú ba. Trời ơi trời, ăn cũng không yên nữa. Cái gì mà thay tâm lý cái thay đồ lẹ vậy? Dạ, con là thợ may mà chú. Muốn thay đồ gì mà không được chứ. Ui, tụi mày chơi không vô rồi đó. Lo tụi mày không à, rồi tao mặc cái gì? Thích thì chiều, chú yên tâm. Mèn đét ơi. Lên thiên đàng là lên thiên đàng. 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 Bác ơi bác, con với bác đi chung xe đó bác. Bác đòi lên thiên đàng hoài. Nhà con còn vợ nhỏ con thơ nữa. Vậy thôi để tôi hát bài khác. Dạ. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Chưa kịp mang thì chuyển khoản liền cho mẹ. Yeah. Gì bác? Hát rồi gì bác? Cậu ơi. Dạ. Chạy xe dày rồi cuối năm có dư mang tiền về cho mẹ không? Ừ thì mà là... Làm rồi. Gì có đúng không? Trời ơi, mang tiền về cho vợ còn không có, huống chi là tới lượt mẹ. Ai như con tôi, trời ơi, cỡ tuổi cậu, nó làm chủ nguyên dãy nhà trọ. Trời ơi, ta nói nó giàu. Giàu mà để bác đi xe hơn bác ha. Tạo phước á cậu, tôi đi xe hơi là cậu đói rồi. Trả treo ít thôi, tập trung chạy xe đi. Chạy gì chậm gì ha, chạy được không? Học được tôi chạy cho. Cỡ tuổi cậu à, tôi chạy xe mất đầu đi chợ không đó. Trời ơi chạy lẹ quá à. Lên thiên đàng, lên thiên đàng là lên thiên đàng. Lên thiên đàng bác ơi. Rồi xong rồi, kỳ con... này là cậu lên bàn thờ luôn rồi. Con làm bể chậu bông đó hay. Trời đất ơi, cái chậu bông của con trai tôi. Cậu làm bể chậu bông con trai tôi luôn là... rồi. Trời ơi, chậu bông con trai tôi nó yêu quý lắm mà. Sao vậy? Trời ơi.
cậu nữa là mẹ chọc ông con trai tôi. Vậy chọc ông con trai tôi. Trời ơi, con mẹ già này bún ra. Cậu làm cái gì vậy? Bún ra. Cái chậu này là của con trai của tôi. Trời ơi. Trời ơi, con ơi. Ta nói cái tiếng nghe bụp bụp như tiếng phá bông nghe đã cái tai dễ sợ. Bắt quen ra. Bác trai ơi, bác trai. Bác trai ơi. Bác trai tỉnh dậy đi bác. Không có sao đâu. Mấy người không có tiền thấy tôi chơi vậy đó, bị sốc tâm lý đó. Mấy chậu bông này con tôi mua lại mấy hồi. Thôi về đi, tôi không có kêu đền đâu. Chưa về được. Sao vậy? Tiền xe ôm. À, để tôi kêu con tôi. Tàng ơi, Tàng ơi Tàng. Dạ mẹ. Nón nè, trả nón tôi luôn. Mẹ. Mẹ, mẹ, à, sao người ăn kia ở mà cứ nằm rải rác trong nhà mình thế này? Thôi để con lụm con Dục qua bên nha mẹ nha. Trời ơi, người ở yếu nhất vậy cũng thê chi con. Mẹ, mẹ con, mới lên tới mẹ. Thương mẹ quá, nhớ mẹ quá. Nhớ con quá trời nha. Trả tiền xe ôm cho mẹ đi con. À dạ mẹ, bao nhiêu chú em? 1.890.000. Nói nhiêu mình? 180. 180 thì được. 1.800.000 thiệt đó con. Mẹ cứ đùa. Tiền xe ôm từ bến xe về tới nhà mình mà làm như tiền xe ôm từ Vĩnh Long lên Sài Gòn không bằng vậy. Đúng rồi, mẹ bao xe từ Vĩnh Long lên tới đây luôn mà. Trời mẹ ơi, sao sáng dữ vậy mẹ? Sao mẹ không đi xe đò mẹ? Vừa mới nhắc xe đò là muốn ói rồi. Rửa vậy tao mới đi xe ôm cho nó mát, cho nó ngắm cảnh, giống như đi phượt vậy đó. Cái gì vậy? Mẹ đi xe đò mẹ ói. Mẹ đi xe ôm từ dưới lên đây con bị nghẹn. Trời ơi, mình có tiền mà nghẹn ngào gì con. Mẹ sang quá mẹ ơi. Trời ơi, chưa có sang đâu. Trả chẳng 2 triệu cho người ta luôn đi. À, sao thế 2 triệu lận? Cho thêm người ta, người ta là cực quá mà. Tội nghiệp lắm con ơi. Dạ. Mình ơi, có 2 triệu mà mình. Ừ, thì đó có 2 triệu chứ mình. Có bị nhiều đâu. Ừ. Trả đi mình. Trả đi. Tôi đâu có giữ tiền mình. Mình là người giữ tiền mà. À đúng rồi. Ừ. Con giữ tiền. Thì con trả vậy. Ừ, mà con không có giữ tiền mặt mẹ ơi. Con ký chuyển phản này kia cơ mà. À vậy hả? Trả tiền lẹ lẹ tôi về nè. Chú ba. Chú ba. Chú ba. Trời ơi, mô Phật cái gì vậy? Chú ba. Trời ơi. Cái gì chú ba? Chú ba ơi, bây giờ nè, mấy cái chuyện cây cối gì đó mình tính sao chú ba nha. Cái quan trọng bây giờ nè, tôi không có tiền mặt ở đây, đó. Chú ba lấy tiền mặt, tiền lẻ của chú ba đó, trả cho người ta 2 triệu giùm tôi đi. Rồi tôi sẽ bắn qua tôi trả lại cho chú sao nha. Ủa, vợ chồng mày có để bắn hả? Có chứ, có chú. Ba có, nhiều lắm. Trời ơi, nó là chủ, nó kêu cậu trả thì cậu trả đi. Ngồi nó trả treo hoài vậy. Nhiều. 2 triệu. Nè. Cảm ơn bác trai. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn bác gái về. Ở về giữ sức khỏe nha. Dạ. Thấy thương thằng nhỏ quá trời. Dạ mẹ. À, thôi bây giờ con mời mẹ vô nhà nghỉ ngơi nha. Cái vỏ. Để con xách đồ cho mẹ. Hả, cái gì á? Con xách đồ cho mẹ vô nhà nghỉ. Trời ơi, có người ăn kẻ ở làm cái gì? Đứng chừng mắt với ai? Xách đi cha. Tôi mà phải xách vỏ cho con mẹ này hả? Chú ba đúng rồi, chú ba là người ở trong nhà này mà. Chứ ai xách mà đứng chừng mắt nhìn. Xách đi cha. Dạ mẹ. Mẹ ơi. Đi hổm đi hào. Ở đây ai là chủ hả? Trời đất ơi, mẹ. Cái này là cái tivi hay cái lò vi sóng gì trời ơi là trời. Đồ cổ luôn hả? Này quý lắm á. Bớt dập phá đi. Bữa hổm có mấy đứa nó cũng quậy quậy nè, mà giờ đám giỗ nó rồi đó.
Sao vậy? Điện giật chết. Chưa kịp điện nè cha. Bớt phá lại đi má. Sao xài đồ gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, nhà mình giàu nhưng mà không có sang nghe. Mà thấy cái kiểu giống như là nó cô đơn, cô quạnh, cô độc, kiểu không ai chơi chung á. Đúng không ông anh? Đúng rồi đó, con cô hồn. Ông nói cái gì? Ôi không, tí tôi nói là mấy cái này tuy vậy mà nó có hồn lắm. Đừng có chê nó. Mẹ ơi, mẹ đừng có phá đồ nhà con toàn đồ cổ không. Lỡ hư hao đổ bể cái gì là chết vợ chồng con nha mẹ. Mình giàu đó làm gì con. Mà giàu cũng đừng có mua mấy cái này. Trời ơi, mua mà không xài mua chi trời. Trời đất ơi, không hiểu nổi nha. Alo. Trời ơi, không có mẹ cảm ứng cũng mua. Dạ thôi được rồi mẹ nãy giờ mẹ đi coi vòng vòng nhà con vậy đủ rồi. Bây giờ mẹ ngồi nghỉ ngơi cho nó khỏe mẹ nha. Thay đổi đi. Dạ rồi, con sẽ thay đổi theo ý của mẹ. Cũ quá hà. Dạ rồi, mẹ ngồi nghỉ. Đỡ cho mẹ dậy. 2, 3. Ơ lên tới bàn thờ hay sao cao dữ vậy? Xuống mẹ ơi. Xuống rồi mẹ. Cái cha già này kéo ghế ra làm cái gì? Trời, bà quýnh tôi vậy đó ha? Tại sao tôi vô mà không kéo ghế? Thì tôi kéo cho bà ngồi mà tại bà chậm quá. Thôi ngồi lại đi. Rồi kê cái ghế cho mẹ tôi ngồi cái chú ba ơi. Cố tình chơi mẹ. Dạ thôi. Mẹ. Rồi kê cái ghế vô cho mẹ con ngồi cái chú ba. Lỡ tay. Trời ơi là trời, nãy giờ cũng có bầu là sẽ 8 đứa rồi đó. Ừ, bà có bầu bà đẻ ra yêu tinh yêu quái đó mẹ già. Thôi mà chú ba. Chú người ăn người ở trong nhà nha chú ba. Mày chú. Thôi đủ liền đi. Dạ. Mẹ. Thôi vô bên trong pha tôi ấm trà. Rồi nó nói ấm trà bình thường chắc nó chết đó. Trời ơi. Hổn quá à. Mẹ đi đường xa có mệt không mẹ? Không con, tại mẹ là trâu, là bò. Đi 200 cây số nên đâu có mệt đâu con. Hỏi dư thừa à. Mẹ, con dâu của mẹ quan tâm cho nên ta mới hỏi thăm mẹ vậy mà. Mẹ biết, lên thấy con à khỏe mạnh vậy có mệt cũng vui. Mẹ thấy mẹ vui. Mẹ đừng cười vậy làm con nhớ tới ba đó. Mẹ vui dữ lắm con ơi. À, mẹ lên đây con đem theo món con thích đó. À, hộp chích lỗng sao mẹ. Đúng rồi. Mẹ khách sáo với con làm gì không biết nè. Lên đây thiếu gì mình cứ lên đây, muốn ăn con dắt mẹ ra hàng, ra quán, ra tiệm, vô nhà hàng mình ăn cũng được gì. Con ơi, ở trên này á vịt lộn á nó chút xíu à, con nó chút ép à. Ở dưới mình vịt lộn á con nó minh mạnh nhiều lắm. đúng ý phải không? Với lại để mẹ làm liền ăn tại chỗ cho nó nóng. Làm liền được á mẹ? Làm liền ở đây. Bếp ga bình thường. Giữ cái vỏ cho mẹ. Ủa sao hay vậy mẹ? Bình ga gia đình. Ôi, còn gì trống nữa mẹ? Nồi đun y nấu. Hết rồi hả mẹ? Nước suối đóng thùng. Trời ơi, một cái bình nước mấy chục lít. Chưa đâu. Đủ hết rồi. Bây giờ tới nguyên liệu chính. Đây nè.
Ủa, mẹ ơi, cái gì vậy? Ồ, cái này chắc là đi nắng nó nở thành con luôn rồi. Bây giờ sao đây? Phụ bắt đem vô bên trong rồi mốt mà nuôi lớn rồi có trứng là làm vịt lộn cho tụi con tôi ăn. À sao bà già mà bà dẻ quá trời đi hả? Tao thấy hiền quá trời đất em. Trời ơi. Còn con nữa nè. Mẹ ơi, mẹ đừng có đại chú ba vậy mẹ ơi. Đại cái gì? Có người ăn cái ở đây làm cái gì? Tôi xài tiền của con trai tôi mà. Hả? Nói thiệt nha, mấy thằng cha già khó ơi vậy nè, sống không có thọ đâu. Ủa rồi còn thằng thọ cháu nội của mẹ đâu rồi? Thọ ơi, thọ ơi, thọ. Có thể tìm được con. Ủa, chàng ơi, ở đâu mà chung vô cái giỏ của nội vậy? Sao cắt cái giỏ của nội mà chung vô vậy con? Bà nội mới lên. Thương thương nè. Ôi, để nội coi con coi. Ô là trời, nội ấm con nha. Dạ. Được mà. Mẹ. Nuôi thằng nhỏ gì mà ôm nhơm ôm nhách vậy? Mẹ, con lại sợ nó béo phì á. Ở trên đây người ta nuôi đầy đủ dưỡng chất là được rồi, đâu có cần mập mạp đâu mẹ. Mẹ ơi, mẹ coi nè mẹ ơi, nó như cái đòn chả lụa vậy mẹ ơi, đâu có ốm miếng nào đâu mẹ. Cái tướng của cô mới là cái tướng béo phì đó. Bộ cô dành ăn với con hay cái gì? Hả? Ngày xưa tôi nuôi thằng Tàn nè, đó nó cũng mập như heo. Mà bây giờ nó có bệnh hoạn gì đâu. Cô nói thiệt nha, làm mẹ không xong, làm dâu không ổn, mà làm vợ cũng không được. Rốt cuộc là cô làm được cái gì? Mẹ trước đây là mẹ làm mẹ chồng, mẹ cũng là nàng dâu mà mẹ. Sao mẹ không thông cảm cho con? Sao mẹ không hiểu được nỗi lòng của con vậy mẹ? Vậy chứ bây giờ cô muốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu phải như thế nào? Đó là câu hỏi của rất nhiều cặp mẹ chồng nàng dâu. Và ngày hôm nay, đại nghị sẽ mời quý vị khán giả đến với chương trình Ba mẹ chồng và nhỏ con dâu để tìm đáp án cho câu hỏi vừa rồi nha. Dạ, chào chị Hồng Vân. Ôi, chị chào Nghĩa, lâu quá không gặp, khỏe không cưng? Em khỏe. Chị cũng khỏe, đừng né ra cho chị chào khán giả nè. Hồng Vân rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả của chương trình Ba mẹ chồng và nhỏ con dâu. Xong chưa chị? Xong rồi đó. Dạ, đây em chào khách mời. À, xin chào hai vị khách mời của ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu tụi mình cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Nhìn máy này à? Dạ đúng rồi bác, bác cứ nhìn cái máy này. Cái máy mà có đèn đỏ đó. À tại không nói không biết nhìn chỗ nào. Rồi quay lại nha, bắt đầu 2, 3. Tôi tên là mẹ chồng. Tôi ở Vĩnh Long. Dạ. Cao 1m65, nặng 50kg. Số đo 3 vòng là 90, 95, 100. Quà đi tìm. Cà mong được kết nối với các bạn gần xa. Mà bác yêu cầu bài hát gì? Chị, hả? Lộn chương trình rồi chị. Chị quên, tại bác đã giới thiệu. Chị tưởng chị đang dẫn chương trình FM công nhân rồi đó. Chị vui dữ vậy. Phải, tại con gái của chị mới sanh em bé. Đừng lên trước bà ngoại cho nên chị vui vậy đó. Chị, à vậy còn em thì sao? Em hãy giới thiệu về mình nha. Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Con Dâu. Ông phải, cái tên trong khai sanh của mình á. À, có cần thiết không anh? Cần chứ, làm lại nha. Rồi, 2, 3, vô. Canh khổ qua mẹ nấu chơi đắng, đi ra đường giăng nắng tìm trai. Không em gái, mình đọc tên chứ không có kêu đọc thơ. Dạ, tên của con á cô. Dạ, tên đầy đủ của con Nguyễn Thị Canh Trai. Chị đang nghĩa mà chị tưởng chị ngồi với Quốc Thuận đó. Tại dạ, cái tên của em nó lạ. Dạ. Cho nên anh bị bất ngờ, anh choáng váng. Chị chị cười quá vậy? Không phải cưng té chị mắc cười thôi chứ cái tên này có gì đâu mắc cười. Nãy chị em té là cái điểm nhấn của chương trình mà chị cứ cười dữ vậy. Dạ, tại vì hồi đó mẹ em mê con trai quá nên là đặt cái tên em vậy để lấy viếm đứa sau đẻ con trai. À vậy hả? Con bác, lần đầu tiên gặp con dâu chắc bác có ấn tượng tốt dữ lắm ha. Tôi không hài lòng. Chị
người ta nói không hài lòng chị. Ủa vậy hả? Cái phát vừa rồi của mình là nó bị đi ngược cái tâm lý đó. Trời ơi, chị làm mấy chục số ngày chị quên. Là sao bác có thể nói rõ hơn được không bác? Tại tôi thích người con dâu phải là mập mập đó, sanh đẻ nó tốt cho nó có hậu. Đúng rồi, giống như cô vậy nè. Ông quê nha. Nó sao mà cứ ốm nhơm ốm nhách hoài tôi không hiểu, rồi cho ăn dữ lắm mà nuôi lãi hay gì á không mập nổi. Thời gian sau tôi mới phát hiện ra nó ốm là do chơi đồ. Hả? Ở lộn, chở đồ. Hết hồn mà. Chở đồ là sao em gái? Dạ, tại vì con làm shipper của cô. Nên là nhiều khi tới giờ nghỉ trưa con về con ăn cơm mà mới bới tô cơm ra là nổ đơn rồi. Đâu kịp ăn đâu là lo chạy rồi. Thương quá à. Thấy thương ghê không? Hèn chi không có mập nổi là gì vậy phải không? Dạ. Vậy còn em sao nè? Cái ấn tượng đầu tiên của em khi gặp mẹ chồng thì như thế nào? Chắc là cũng không được tốt lắm phải không em? Dạ. Dạ nếu mà có một thang điểm 10 dành cho mẹ chồng em á thì mẹ chồng em có bồi điểm. Làm người nhất định phải có đạo đức. Làm người nhất định phải có lương tâm. Sống ở đời, người đang làm, trời đang nhìn. Mẹ em là nhất, mẹ em là số 1 mà. Tiếng nói mẹ em là vang vọng trời mây luôn. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe tiếng mẹ em chửi. Mẹ em chửi cái là vang động trời mây luôn, sớm làng ta nghe hết. Mà không có cái gì vừa lòng mẹ em hết á. Mẹ em đụng là chửi. Ủa em ở đời chứ đâu phải là em ở đợ mẹ em đâu. Mẹ không có gì vừa lòng mẹ em hết á. Bác. Mẹ đi đâu đang quay hình? Đi về đi. Ngồi xuống đi, đang quay hình mà đi đâu? Không mà chắc thời gian đầu hai mẹ con chưa có hiểu nhau thôi. Thì em cũng nghĩ là vậy á, thời gian đầu rồi xong rồi thời gian sau em mới phát hiện ra là tại vì mẹ em rảnh quá, mẹ em cô đơn một mình nên là rảnh quá có nhiều thời gian. Nên mẹ em dùng cái thời gian đó mẹ em cứ soi em hoài. Cái xong em mới phát hiện em tìm cách em lấy số điện thoại của mẹ em cho vô mấy cái hội nhóm kín á, như là tìm bạn bốn phương nè. Rồi xong rồi ba cái group mà người già neo đơn, rồi hội những người lo âu vì bệnh trĩ á. Mặc dù cái này té hơi đau một chút nha chị, nhưng mà nó bất ngờ quá đó chị. Tức là em lấy số điện thoại của mẹ em đưa vào trong những cái rút đó hả em? Dạ. Em thật là đáo để. Trời ơi, bây giờ nó nói thì tôi mới biết đó. Thì ra là mày hả? Mà bác mày. Mà bác mình đang lên sóng dùng ái ngữ. Con quỷ. Mày nghĩ sao mày làm vậy? Trời đất ơi, hèn gì suốt thời gian qua đó chú ghẻ cô dân. Trời ơi, cả trăm cuộc điện thoại gọi tới tôi. Nào là kêu tôi show hình à. Mà show hình gì không show. Kêu tôi show bùi trĩ. Trời ơi, coi nó ác với tôi không? Cô Hồng Vân, chú Đại Nghĩa ơi. Dạ. Có thấy nó ác với tôi không? Bởi vậy hỏi sao mà mày không bị bơm hàng dừa. Là sao bác? Là sao? Tôi á, là tôi thấy nó đó. Trời đất ơi, chồng mình đã giàu có, làm chủ dãy nhà trọ rồi. Tham công tiếc việc làm cái gì, rồi bán hàng online. Ship 12 cái đầm tới quận 12. Rồi không biết người nhận là ai. Đúng không cô hai? Cay quá cay. À thì ra là mẹ. Tính phương trình ta có ít là bà mẹ chồng. Y là quãng đường từ quận nhất tới quận 12. 80 là tuổi đời của bà mẹ chồng. Suy ra chúng ta có phương trình giải nghiệp là X cộng 12 y bình bằng 80. Giải ra đáp án là vô cực. Là nghiệp của mẹ vô cực đó mẹ. Mẹ nghĩ sao mẹ lớn tuổi này rồi 80 tuổi đầu mà có ai chơi con dâu mình vậy không? Bởi vậy hỏi sao con dâu nó yêu thương mình được. Chắc có lẽ là do mẹ của em chưa có hiểu về em cho nên là mới làm như vậy thôi. Đúng vậy đó. Chắc mẹ chồng chưa có hiểu nhau thôi. Có gì từ từ nói em ha. Mối quan hệ của mẹ chồng với nàng dâu lúc nào cũng phức tạp. Càng muốn tiếp cận lại gần á thì nó càng né. Thì thôi bây giờ lỡ ác thì ác cho trót.
tôi thấy nó làm việc đó đó tôi xót, cho nên tôi mới bơm hàng nó hoài để nó nản nó nghỉ. Nhưng mà trời ơi, cô với chú không biết không, nó làm hoài làm quỷ nó không có chịu dừng. Nhỏ này sao mà nó kiên cường quá. Mẹ nghĩ sao kiên cường, con gái mà cũng biết mệt chứ mẹ. Mà tại vì con thấy ảnh đi làm về mệt, không có nhiều để lo cho con cỏ hết. Con gái của mình mà chạy xe ngoài đường nhiều khi mệt muốn chết luôn, đói bụng nữa không kịp ăn rồi mẹ thấy không. Con ráng phụ ảnh được đồng nào hay đồng đó thôi chứ kiên cường gì mẹ. Thôi em, bác à, bác phải hiểu cho em đó, là phụ nữ mà ai mà không muốn chồng mình yêu thương rồi chỉ ở nhà phục vụ chăm sóc cho chồng con, hưởng thụ những cái đồng tiền mà chồng đi làm về để mà đưa cho mình, ai không muốn đúng không em? Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, con bé đây nó biết suy nghĩ cho gia đình, cho chồng, cho con, cho nên mới lăn xả bươn chải ra đời để mà kiếm sống, để phụ với chồng. Thôi bây giờ nghe nó tâm sự như vậy rồi, hiểu cho nó nghe không? Tôi hiểu cô Hồng Vân, tôi hiểu, tôi thương nó như con của tôi thương nó hơn con ruột của tôi mà. Con mai mốt bớt đưa số điện thoại của mẹ vô mấy hội nhóm nha con, nó gọi hỏi búi trĩ mẹ hoài. Con biết rồi mẹ. Con mẹ. Hiểu rồi, không có giận má nghe. Con đâu có dám má. Con mẹ. Con mẹ. Con con à, mắm tôm ai chửi vậy? Là tao. Phải vậy, cái vấn đề chính. Xây rồi mà vẫn quyết ngồi vậy. Tôi là má của cháu chú cậu. Dạ 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 mẹ mẹ mẹ. Cháu cũ là cái gì má? Cháu cũ là cái này, còn cậu chủ là đây. Nói luôn. Cháu cũ. Tôi nói luôn. Cháu bị lờ rồi chưa? Thôi mà mẹ, đừng có vậy. Thôi, vô pha tôi ấm trà đi. Mẹ không vậy. Gì vậy? Mệt quá. Mẹ làm vậy thiệt. Trời ơi, gì đâu. Không ngồi rốt ra ầm thì cưới chồng chưa ra. Rồi. Ơi, con ơi. Dạ, em tên Nguyễn Thị, con dâu. Lỗi lắm. Hay tiếng.